Dạ, Minh Thơ xin kính chào quý vị khán giả đã ghé thăm kênh Thầy Giáo Xe Lăng ạ. Xin chúc quý vị khán giả luôn ăn vui và hạnh phúc mỗi ngày ạ. Và hôm nay thì Minh Thơ và Ngọc Lâm xin chia sẻ đến quý vị khán giả một video về cái món chè trâu nước. Mấy hôm nay thì Ngọc Lâm nói là thèm cái món chè trâu nước đó mọi người, cho nên sẵn có bột nếp ở quê mẹ gửi vào còn. Thì hôm nay Minh Thơ sẽ vào bếp để mà nấu cái món chè này và quay video xin chia sẻ cùng quý vị. Giờ Minh Thơ xin mời cả nhà cùng hãy vào bếp và Minh Thơ nha. Và bây giờ thì Minh Thơ sẽ pha màu bột và màu hoa đậu biếc. Hồi nãy thì đã pha màu khoai lang tím đó mọi người. Bột quê thì rất là dẻo. Đó, Minh Thơ đã làm được một cục bột rồi nè. Bây giờ thì cho vào tô và đậy nắp lại và chờ một tiếng sau. Đậu xanh thì Minh Thơ đã nấu và nghiền nát. Bây giờ đã có sẵn bột đậu xanh rồi. Bây giờ thì mẹ và Minh Thơ sẽ bắt đầu giò bánh đó mọi người. Sẽ làm cái hình tròn, hình trái tim. Bây giờ mình bắt đầu giò nha. Bắt đầu trước đi. Làm bánh mình làm tròn nước rồi nữa. Đây Minh Thơ cho cái màu tím khoai lang này ép vào cái khuôn hình trái tim đó mọi người. Hơi bị khó lấy đó mọi người, nhưng mà Ngọc Lâm thì thích cái hình trái tim lãng mạn, cho nên mình cũng cố làm. Đó, thành phẩm của hai mẹ con đây mọi người ơi. Những cái viên chè tròn và nhỏ, tuy là nó không có đều nhau mà nhìn nó cũng cái màu nó cũng được ha mọi người ha. Bây giờ thì Minh Thơ bắt một nồi nước lên để mà cho một ít dầu vào để mình luộc cho nó cái bánh nó không có bị dính đó mọi người. Thả thêm cái viên chè vào và chuẩn bị một cái thau nước lạnh, nước đá lạnh để mình luộc cái nổi mình chín xong rồi mình sẽ bỏ vào cái thau nước lạnh để nó sẽ không bị vỡ cái viên chè đó. Mình cho vào cái thau nước lạnh này rồi tiếp tục bắt nước lên để mà mình nấu nước đường, thêm một ít lá dứa và để cho thơm mọi người, và cho một ít cái bột năng vào cho cái chè nó sệt sệt đó. Bây giờ thì đã xong món chè rồi, Minh Thơ sẽ múc ra cái tô có cái mùi gừng nó thơm lắm mọi người, rồi rắc một ít đậu phộng vào. Đậu phộng này cũng ở quê mẹ của Minh Thơ và Ngọc Lâm gửi vào luôn đó mọi người. Đây là hình trái tim, chỉ có 4 hình trái tim thôi mọi người. Minh Thơ sẽ trang trí những cái dĩa để cho Ngọc Lâm. Mình chan nước vào vì Ngọc Long không có ăn nước nhiều mọi người, cho nên chỉ chan một ít nước vào thôi, rồi mình rắc đậu vào rất là thơm. Vậy là cái món chè của Minh Thơ đã xong rồi đó mọi người ơi. Bây giờ thì xin mời cả nhà hãy dùng cùng với gia đình Ngọc Lâm và Minh Thơ nha. Xin chào quý ông bà cô chú và các bạn ạ. Dạ, Minh Thơ xin chào quý khán giả. Tôi xin chào mọi người. Dạ, quý ông bà cô chú và các bạn ơi, thì hôm nay Ngọc Lâm muốn chia sẻ một cái video rất là đặc biệt, đó là cái video vợ với mẹ hôm nay đã nấu cái món là chè trôi nước để cho ba mẹ con cùng ăn. Thì em nói lý do vì sao hôm nay nấu món chè đấy. Dạ, dạ thì hôm nay thì tự nhiên Ngọc Lâm nói là thèm chè trôi nước. Và Minh Thơ sực nhớ ra là lúc trước thì mẹ có gửi bột nếp giờ thì chưa có làm bánh nó chè cả, cho nên là sẵn ở nhà có hoa đậu nếp nè, rồi khoai lang, rồi đậu phộng này kia mẹ cũng gửi từ quê vào,
nên là xã Minh Thư cũng nấu món chè rơi nước gồm có mọng tía, khoai lang, hoa đậu biếc và có đậu phộng rất là thơm ngon hành ha. Thì đó là cái những cái này đều là bột, thì bột nếp của mẹ ở ngoài quê mẹ làm rồi mẹ gửi vào, rồi đậu phộng cũng ở quê cũng gửi vào cho Ngọc Lâm ăn. Đó thì ở nhà cây nhà lá vườn có gì trong nhà thì Minh Thư nấu cái đấy chế biến lại chứ không có đi chợ mua thêm gì, tại vì mình ăn đơn giản rồi. Có gì thì mình dùng hết. May là cũng đủ nguyên liệu hết. Thì có bột nếp là quý, là bột nếp là của nếp nếp bắp là quý mà con chú, nếp bắp nó dẻo hơn. Lâu nay thì mình ăn cái bột nếp trong này, giờ mình ăn cái hộp nếp bắp thì cảm thấy nó dẻo hơn ha. Đây, đây em đang cái đĩa này cho quý bà con chú thấy này, đây là cái đĩa. Đây có quý ông có chú thấy không? Hôm nay có... cái này mình hơi làm thử cái hình trái tim của gì, cái khuôn mà đổ rau câu á. Có bốn trái tim làm cho Ngọc Lâm. Làm thì ăn cái gì cũng thích lãng mạn, mọi người thích trái tim. Nhưng mà chè cũng bắt đầu trái tim nữa. Mình cho làm riêng cho bốn trái tim. Từ ngày về ở trong nước ta chỉ lại hình tròn thôi mà nay đòi trái tim nữa chứ. Bốn trái tim với bốn cái nhân. Đó. Còn đây là một tô. Ngọc mẹ đúng không vậy? Cái này Ngọc Lâm cũng ăn nhạt, tôi không ăn ngọt quá. Còn cái chén này là của mẹ đúng không? Đây. Đây là chén để dành cho mẹ. Không có đường nhiều, chỉ ăn nhạt thôi mẹ ha. Con đầu chu đáo đó, nấu cái bít mẹ đưa tủ đường á. Mẹ ăn cũng đơn giản, mình nấu cái gì mà ngon thì mình để riêng cho mẹ là xong. Múc bánh riêng cho mẹ mấy cục đó, ăn đó bây giờ múc mẹ ha. Còn bữa nay con làm bánh rồi. Hai mẹ con cùng làm. Rồi nhân rồi lấy bánh. Hôm nay là thứ hai mà chị này ăn. Dạ này á, có chút cái màu của khoai lang tím với hoa đậu biếc mà nó tuy nó không đậm mấy nhưng mà nó cũng là có cái màu tím mình ăn mình đỡ ngán cái màu của chú các bạn. Đó, bây giờ làm món bánh chua nước thơm và ngon. Và mẹ ngoài quê có hay ăn món mẹ quê mẹ thì làm cũng hay làm nhưng mà ở quê mình nhá là làm cái bánh trôi nước bình thường thôi, là mình để trắng để xong đó hoàn toàn cái mình luộc lên thôi, là giống như là cái viên này không không có nhân màu trắng trắng hoàn tròn. Sau đó ngoài quê anh em biết ăn gì không là bây giờ tới phần em đây, múc trong cái tô to này màu hoa đậu biếc và màu khoai lang. Khoai lang thì thấy mọi người hay dùng khoai lang á nhồi vô lô bột đúng không anh? Còn mình vừa ăn củ khoai lang mà vừa lấy cái nước khoai lang mình gọt cái vỏ rồi đó, mình lấy cái nước đó mình nãy vô bột rồi. Quý vị quá trời nó rất là ngon với mọi người. Cái nhà lắm cái này là đã chén qua đây là... cái tim của Ngọc Lâm đây đó. Cái tim nhưng cũng không rõ lắm ha. Rồi bây giờ chén của mẹ đây, chén của mẹ đây, chén của mẹ rồi. Rồi bây giờ mẹ thử múc, mẹ ăn thử miếng đi coi ngon không, coi con dâu làm có ngon không. Bữa nay con làm bữa bánh chua nước bữa nay là ngon và hấp dẫn. Mẹ dạ, con của mẹ đó, mẹ con làm đó. Cảm ơn con. À, muốn ăn thử coi. Múc cái miếng bánh cắn thử miếng coi có dẻo không. Miếng bánh có dẻo không mẹ? Bạn dẻo lắm, xuyến dần. Bột nếp của mẹ của quê mình đó. Đó, ngon quá. Dẻo lắm, ngon lắm. Ngon. Ngon lắm. Rồi bây giờ em nước cho anh ăn nha. Rồi cho anh xin một miếng đi. Quá ngon trái luôn. Đó, hình trái tim đó. Mà con chú thấy không? Dẻo không? Dẻo ngon quá. Cảm ơn em nha. Cái đậu phộng ngon quá. Rồi ngon có quý ông bà cô chú á. Dẻo anh hả? Ngon và dẻo. Mời quý ông bà cô chú cùng thưởng thức nha. Mấy lâu nay toàn như là ăn nhất trong đây không. Bây giờ thử nhất ở quê mình lên vào coi chứ. Ngọc Lâm rất là thích ăn nếp và quý ông bà cô chú các bạn. Ngày nhỏ là Ngọc Lâm thích ăn bánh chưng nè, bánh đầy nè, rồi các loại bánh tám, rồi bánh cho nước như thế này nè. Nhưng mà từ khi bị bệnh, bị tai nạn bệnh tới giờ Ngọc Lâm không có ăn nhiều nữa, thỉnh thoảng mới ăn thôi chứ cũng thèm lắm, cũng nhớ quê hương. Những lúc ăn này là nhớ quê lắm, nhưng mà vì bệnh á, mình cái bụng mình không được tốt á, rồi cũng có những vết thương á, nên mình cũng không có dám ăn nếp nhiều, mình phải kiêm ăn ít thôi. Đó thì cho nên bữa nay cảm thấy thèm quá, cái nói với vợ, cái vợ mẹ mới tự làm cho Ngọc Lâm ăn. Cảm ơn các bạn. Ngon quá. Em ăn đi. Ngon mẹ. Ngon. Mình làm. Ngon rồi. Vui mẹ ha. Giờ nhân rồi giờ bánh cũng vui. Hai mẹ con ngồi làm cả buổi trời. Nấu nướng xong tới giờ cũng chiều chiều.
đỡ được ăn. Anh xem như nào. Cái này món này món chè này thì cũng đơn giản gì ha, nhưng mà lâu là cái khâu mà nhồi bột xong rồi mình giờ bánh là nhưng á nhanh lâu mất thời gian một tí, đơn giản nhưng mà làm cũng hơi nhiều, thì làm cái này cũng mất thời gian nhưng ngon hơn phải lâu không ngon. Ủa nhân là em làm như thế nào em? À, nhân này là đậu em luộc này. Đậu xanh mình luộc cho nhừ xong mình nãy lại xào lại cho ráo. Nhưng mà bỏ nhân mạnh đúng không? À, nhân hơi nó đúng không? Không ngọt đúng không? Không, không có bỏ đường luôn. Thường thì thấy là mọi người hay nêm đường, muối rồi nước cốt dừa vô nữa. Nó béo nhưng mà mẹ thì không ăn ngọt được cho nên bỏ một tí muối thôi. Cái mà chè nó cũng ngọt sẵn có gì. Cho nên mình nhân cũng không cần ngọt nữa. Tùy theo cái tổ tiện mọi người thôi. Mình thờ thì là người miền Nam với bố chung các bạn thì nấu ăn cái gì cũng có đường, người nhất là chè là nhiều thứ là ngọt, nhưng mà Ngọc Lâm thì không dám ăn đường ngọt quá này, hay này thứ hai mẹ thì không ăn đường, cho nên mình thơ nấu nước cái gì cũng tâm lý lắm đấy, mẹ thì để làm cái món nhạt không có đường đấy, còn mình coi do Ngọc Lâm thì ăn á cái phần là mà nó cũng đỡ ngọt hơn nó, còn mình thơ thì muốn ăn thì nêm thêm đó ngọt hết chút, nói cho nên gia đình mình sống với nhau hiểu với nhau á rồi yêu thương á thì cái gì cũng được hết á, còn nếu mà mình không có thông cảm với nhau thì cái gì cũng khó, nói cho nên ba mẹ con cũng rất là vui vẻ hòa đồng với nhau. Dạ, thì có ba người nhưng mà mỗi người nhiều khi một ý mỗi ý, cho nên mình làm cái gì miễn sao mà cái món ăn đó cả nhà đều ăn chung nó vui vẻ. Chứ mất công mà làm thì không ra thì cũng mà nên em ăn đi đút cho ăn như vậy không làm bây giờ ăn đi mày đẹp mà ngoài đây thôi. Cảm ơn em. Ngon hồi nãy hai đứa thơ, quên bữa thơ tao làm bữa bánh gì nữa. Hả? Bánh gì? Còn mẹ làm nhiều bánh ha. Bánh gì, bánh rán. Dễ quá. Mà mẹ còn nấu, có nấy bột còn lại nấy mà nấu. Nấu ra được những cá tô, rồi cá một đĩa, rồi cá chén cho mẹ nó cũng nhiều quý màu chú. Ăn này đang ăn chút nữa cũng sẽ để đặt cái trong nồi để múc biếu ra thằng xóm. Rồi em út á, em út cũng đã xa công việc á, bận biểu không có tới được, nên nghe để dành rồi ngày mai bỏ tủ lạnh ngày mai lại nói được thì các em ăn cho vui chứ được cũng trễ rồi. Dễ quá. Anh ăn hết rồi đó, em ăn một cái tin đi. Em ăn xong rồi. Nhìn cái tin ăn hấp dẫn ha. Mẹ ăn đi, mẹ ăn hai chai hai cái bánh nè. Đẹp thì thấy ngon miệng ha. Mình thèm thì thèm quý ông nội chú các bạn, nhưng mà Ngọc Lâm cũng ăn chi cái này thì cũng không nói nhiều, thế là cũng ngán lại nếp mà chè nó ngọt ngán thì ăn cho bắt đầu ăn thì nó ngon sẽ ăn nhiều vui thôi đó. Thì hôm nay cái video này quay cái rất là kỳ công mà cho Quỳnh Thơ là cái này kia bánh trà nước này mẹ nó mẹ con em ăn đi, cắn dễ quá, nó dễ quá. Không, mình hỏi như ở ngoài quê đồ gì cũng chất lượng, dẻo hơn trong này. Nếp bắp á, nó thơm mà nó cũng dẻo. Rồi đậu phộng nó Ngọc Lâm nữa, thỉnh thoảng anh mẹ quê á làm, rồi thỉnh thoảng mẹ lại gửi vào cho nó. Đang biết đậu phộng đấy. Anh dừng anh thấy thơm không? Có hành tiêu rất thơm. Giọng không? Thôi á. Hay đậu phộng ở quê rất là đặc biệt quý vị, rất là to. Ở trong này thì mua đâu có được cái loại đó. Đó anh ăn gần hết rồi, em ăn đi. Em ăn đi. Đậu phộng ngoài quê là đậu phộng 6 tháng. Còn trong này cho 3 tháng đi học nữa. Nó thì cả gia đình cứ khoảng cũng có thời gian á, nấu món này món kia đơn giản ăn xíu, rồi mẹ con ngồi quay quần với nhau thì là vui vẻ hạnh phúc rồi với mọi chú mà. Khi mình vui thì mình ăn cái gì nó cũng vui, cũng thấy hạnh phúc ăn lại. Đó, cho nên một lần cũng mong là tất cả gia đình trên đất nước và trên cả thế giới này luôn luôn được sum vầy này, ăn lại và mọi người đều là có cái cuộc sống bình yên hạnh phúc. Đó thì Ngọc Lâm cũng rất là cảm ơn quý ông bà cô chú các bạn luôn yêu thương theo dõi kênh Thầy Lão Thầy Lanh và ủng hộ cho ba mẹ con. Ngọc Lâm rất là cảm ơn quý ông bà cô chú và các bạn rất nhiều ạ.
là thì Ngọc Lâm xin được phép cũng tạm dừng cái video tại đây để cho các mẹ con cùng thưởng thức tiếp. Đó là cảm ơn quý bà cô chú. Xin chúc quý bà cô chú và các bạn luôn nhiều niềm vui hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Dạ, Ngọc Lâm xin chào tạm biệt quý bà cô chú các bạn ạ. Xin chào.